Xin chào các bạn. Các nguồn tin ở Ukraine đưa tin, chính quyền Paris đã bí mật chuyển giao cho Kiev 3 trong số 6 máy bay chiến đấu Mirage-2005F đã cam kết trước đó và hiện đang đồn trú ở sân bay phía tây Ukraine. Việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage-2005F của Pháp cho Ukraine được công bố cách đây một thời gian. Nhưng trước đó, giới chức Paris thông báo rằng Kiev sẽ nhận được những chiếc máy bay này không sớm hơn năm 2025. Ban đầu, thời hạn này được giải thích là do cần phải thực hiện công việc chuẩn bị, một phần trong đó bao gồm đào tạo phi công Ukraine, vận chuyển máy bay và chuẩn bị cơ sở hạ tầng sân bay của chế độ Kiev. Nhưng giờ đây, kế hoạch này đã được thúc đẩy hoàn thành nhanh hơn. Chính những thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận, cũng như thực tế địa chính trị đang thay đổi không chỉ ở Mỹ mà còn chính ở Pháp, đã buộc các quan chức chính quyền Paris hiện nay phải khẩn cấp hành động. Theo các nguồn tin ở Ukraine giải thích, các máy bay chiến đấu Mirage-2005F của Pháp rất có thể đang đồn trú tại các sân bay ở phía tây đất nước nhằm tránh sự bị các phương tiện trinh sát Nga phát hiện và tấn công. Theo giới phân tích, một số sân bay quân sự phù hợp với việc triển khai các tiêm kích nhẹ như F-16 hay Mirage-2000, mà một trong số đó có thể là sân bay ở thành phố Lutsk, vùng Volyn, nơi đường băng đã được xây dựng lại hoàn toàn cách đây một thời gian. Ngoài ra, một số nhà chứa máy bay có hệ thống kiểm soát khí hậu đã được triển khai tại sân bay khác ở Lutsk, cho phép thực hiện công việc trong mọi điều kiện. Thậm chí các chuyên gia kỹ thuật Ukraine thậm chí còn tăng cường phủ sóng ở đây để tiếp đón các máy bay chiến đấu hạng nặng hơn. Một địa điểm khác có thể triển khai Mirage là máy bay Snilov ở vùng Lviv. Nhưng rất có thể, nó chỉ có thể được sử dụng làm sân bay trung chuyển giống như sân bay Sch nằm trong khu vực. Các chuyên gia nêu tên sân bay thứ 4 và thứ 5 phù hợp cho máy bay chiến đấu của Pháp là cảng hàng không Chertkiv của vùng Ternopil và Dubno ở vùng Rivne. Do cơ sở hạ tầng của các sân bay này đã trải qua quá trình hiện đại hóa lớn để có thể tiếp nhận các máy bay chiến đấu hạng nặng. Ngoài ra, những sân bay này còn nằm ở một khoảng cách vừa đủ so với tiền tuyến và gần các hành lang hậu cần của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Trước đó, Pháp đang hiện đại hóa một phần máy bay chiến đấu Mirage-2005F dành cho Ukraine để chúng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Việc sửa đổi máy bay chiến đấu đã được tiến hành bởi trong quá trình phục vụ không quân Pháp. Chúng được sử dụng trong vai trò tiêm kích phòng không và không cung cấp việc sử dụng đầu đạn không đối đất. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của Ukraine là phải có máy bay chiến đấu đa chức năng để tấn công cả mục tiêu trên không và các vật thể dưới mặt đất, Pháp đã quyết định sửa đổi một phần tiêm kích Mirage-2005F mà nước này cam kết cung cấp cho Ukraine như một phần viện trợ quân sự. Cần nhắc lại rằng, vào đầu tháng 6 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu phiên bản Mirage-2005F. Bên cạnh đó, ông Macron cho biết, Pháp sẽ tổ chức các khóa đào tạo kéo dài 6 tháng cho các phi công Ukraine để huấn luyện sử dụng các máy bay chiến đấu này. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng, việc giúp Ukraine chống lại Nga có nghĩa là thách thức quyền lực của kẻ mạnh nhất. Theo kế hoạch sơ bộ, không quân Ukraine sẽ nhận được tiêm kích Mirage-2005F của Pháp vào cuối năm 2024. Hiện tại vẫn chưa rõ loại vũ khí nào mà máy bay cải tiến có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Ứng cử viên đầu tiên cho vai trò này là bom AASM cải tiến của Pháp, đường các phi công Ukraine lái máy bay Liên Xô sử dụng suốt thời gian qua. Cũng có thể giả định rằng Mirage-2005F của Ukraine sẽ được điều chỉnh để sử dụng bom hàng không có độ chính xác cao của Mỹ với bộ công cụ lập kế hoạch và hiệu chỉnh JDAM, hiện cũng được lực lượng vũ trang nước này tích cực sử dụng. Bằng cách này, chiến đấu cơ của Pháp sẽ trở thành sự bổ sung chất lượng cao cho thành phần tác chiến của không quân Ukraine, hiện đang bao gồm máy bay chiến đấu của Liên Xô và tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Việc đẩy nhanh chuyển giao Mirage-5F cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer tái khẳng định sẽ cam kết mạnh mẽ về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc đàm phán tại Paris ngày 11 tháng 11 vừa qua. Tuyên bố từ điện Elysee khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc hỗ trợ Ukraine lâu dài và nhất quán. Bên cạnh đó, Tổng thống Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước châu chủ động trong những vấn đề an ninh và quốc phòng, tránh phụ thuộc vào Mỹ quá mức. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ vấn đề Ukraine là ưu tiên hàng đầu của hai nhà lãnh đạo, trong bối cảnh ông Donald Trump vừa tái đắc cử Tổng thống Mỹ và có xu hướng hạn chế sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột quốc tế. Sự lo ngại của các nước châu Âu về chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump và các chỉ trích về tiêu chí quốc phòng đã thúc đẩy Anh và Pháp đẩy mạnh sự hợp tác nhằm đảm bảo sự hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời củng cố an ninh của châu Âu. Cuộc gặp cũng thể hiện rõ nỗ lực của Anh và Pháp trong việc duy trì sự thống nhất của châu Âu, đặc biệt khi hai quốc gia này là thành viên chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
các quan chức Anh, Pháp cũng cho biết đang chuẩn bị một lô tên lửa tầm xa Storm Shadow NCALP mới để trang bị cho Ukraine nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết Paris sẽ tiếp tục chuyển khoảng 10 tên lửa hành trình tầm xa SCALP mới cho Ukraine. SCALP là phiên bản tiếng Pháp của tên lửa hành trình Storm Shadow, sản phẩm hợp tác phát triển giữa Anh và Pháp. Việc chuyển giao loại tên lửa này lần đầu tiên được Pháp công bố vào đầu năm 2024. Bộ trưởng Sébastien Lecornu dự đoán các cuộc tấn công của Nga vào sâu lãnh thổ Ukraine có thể sẽ được tăng cường vào mùa đông. Vì vậy, ngoài tên lửa SCALP, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Mistral. Quan chức này cho biết thêm, hơn 2.300 binh sĩ Ukraine đang được các chuyên gia quân sự hàng đầu Pháp huấn luyện sử dụng vũ khí. Lữ đoàn này sẽ mang tên Anna of Kiev. Lữ đoàn Anna of Kiev của Ukraine đang được huấn luyện ở khu vực phía đông Grenitz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, thiết bị quân sự mà binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện sử dụng sẽ được chuyển giao sau này. Ông cũng đảm bảo lữ đoàn này sẽ được huấn luyện và trang bị đầy đủ nhờ sự đoàn kết của Paris với chính quyền Kiev. Pháp trở thành quốc gia đầu tiên thành lập và huấn luyện một lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ của mình. Khóa huấn luyện bao gồm nhiều nội dung khác nhau, bao gồm sử dụng chiến đấu bộ binh, xe tăng bánh lốp AMX-10RC, hệ thống pháo tự hành Caesar, các hoạt động kỹ thuật liên quan đến công binh, phòng không sử dụng tên lửa Mistral, chống tăng thông qua tên lửa Milan, khai thác thiết bị bay không người lái, đào tạo lính bắn tỉa. Nhờ chương trình này, tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2024, Pháp đã đào tạo gần 15.000 quân nhân Ukraine. Bên cạnh đó, kể từ tháng 3, Pháp đã đào tạo phi công Ukraine lái máy bay Alpha-S. Đây là điều kiện tiên quyết để chuyển sang sử dụng tiêm kích F-16 hoặc MRS-2005F. Ngoài ra, Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu, ông Benjamin Haddad, cũng đã tuyên bố Paris vẫn chưa từ bỏ ý định cử quân Pháp tới Ukraine. Theo chính trị gia này, việc bản thân ý tưởng nói trên bị nhiều nước phương Tây chỉ trích vẫn không làm thay đổi lập trường của Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng, chúng ta không nên loại trừ bất cứ điều gì và điều đó vẫn đúng. Đặc biệt, chúng ta nên xem xét việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ Ukraine, ông Haddad nói. Tuy nhiên, Bộ trưởng Haddad nói thêm rằng, chủ đề này cần được thảo luận thêm với các đồng minh của Pháp. Sau đó, nhiều chuyên gia quân sự đã bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Haddad, lưu ý rằng thông báo được đưa ra vào thời điểm cuối cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân Pháp diễn ra vào tháng 9 năm nay, cho thấy Paris sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả đòn đáp trả của Nga. Cần nhấn mạnh tại sự kiện vừa diễn ra, các hoạt động của hàng không và tàu ngầm Pháp đã được thực hành, trong đó mô phỏng điều kiện xung đột vũ trang cường độ cao. Ngoài ra, điều đáng chú ý là Paris mới đây đã mở trung tâm điều phối hạt nhân tại một căn cứ quân sự ở khu vực Taverny, nơi đã không hoạt động trong 13 năm. Tổng thống Macron đã tích cực thảo luận về khả năng gửi quân đội Pháp tới Ukraine vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, những tuyên bố của ông về vấn đề này không được các đồng minh của Pháp cũng như người dân của Pháp đánh giá cao. Nhưng mọi việc có thể rất khác khi mà Mỹ rất có thể sẽ rút chân khỏi Ukraine. Và khi đó, châu Âu với Anh, Pháp và Đức sẽ là những đầu tàu trong cuộc chiến này. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.